Xin chào anh em, mình là Hợp và rất hạnh được gặp lại anh em. Hôm nay thì mình có mua được một chiếc Zenith rất là đẹp. Chiếc Zenith này nó là một chiếc mà cũng rất là đáng nằm trong bộ sưu tập của anh em. Đầu tiên thì như các bạn thấy ở đây thì mình sẽ có là một bộ hộp Zenith, và hộp Zenith này là hộp Zenith da. Đó, giống như là mình đã show cho anh em trong các video trước, và chúng ta sẽ có một cái hộp da ở phía trong. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái ví đựng thẻ, và cái thẻ này của chúng ta thì sẽ có đầy đủ thông tin. Chúng ta sẽ có là chiếc này là Chronomaster El Primero, và chiếc này thì sẽ có mã là 03-2046-400-25.C771, và nó được mua vào ngày 6 tháng 11 năm 2019, và đây là dấu của sân bay, đây là hàng miễn thuế các bạn ạ. Mình có thấy ở ngoài hộp thì họ ghi rõ ở đây là Haiku Milan Airport Duty này, Duty Free Shop này, và đây chính là các bạn có thể chụp cái QR code này để lên cái đại lý này. Và với cái chính sách bảo hành của Zenith thì chúng ta sẽ được bảo hành toàn cầu 2 năm. Mình sẽ, đây là quyển sách của nó các bạn nhé, mình sẽ mở hộp ra để cùng trên tay với anh em. Chiếc này là một chiếc được mua và được biếu tặng, và khách của mình được tặng, tuy nhiên là không sử dụng, cho nên là chỉ đeo vài lần thôi. Các bạn có thể thấy là chiếc đồng hồ rất là đẹp, thậm chí là cái siêu ở đây là anh ấy còn chưa bóc ra, chỉ có anh ấy đeo thử một vài lần, cho nên là dây nó có cái vết hằn ở đây đó. Các bạn có thể thấy đây là một chiếc Zenith El Primero, và chúng ta sẽ có một bộ máy chronograph rất là đẹp, với mặt dial của chúng ta được làm màu gray. Chúng ta sẽ có 3 sub dial, với 3 cái sub dial được làm 3 màu. Đây là đặc trưng của cái dòng này. Các bạn có thể thấy ở đây đó là màu ghi nhạt, màu ghi đậm và màu xanh. Và ở cái phía bên ngoài của chúng ta thì cũng sẽ được sử dụng đó là màu ghi đậm. Với cái màu ghi đậm này thì Zenith có làm trên bề mặt được chia thành 2 lòng. Lòng trong của chúng ta thì sẽ là những cái đường vân dọc với những cái đường xoáy chéo rất là đẹp. Còn lòng ngoài của chúng ta thì sẽ là khá là nhiều chi tiết, được tính từ 12 cái cọc số. Và trên cái 12 cọc số này của chúng ta thì chúng ta có những cái vạch chia phút và vạch chia phần trăm của phút. Ở ngoài cùng thì chúng ta sẽ có một cái vòng tachymeter để giúp cho chúng ta có thể tính được cái tốc độ dựa theo cái bấm chronograph này. Chiếc này thì nó áp dụng mấy cái màu chủ đạo, đó là màu thép này, màu gray này, và chúng ta có những cái chi tiết được làm màu đỏ rất là đẹp trên bề mặt, bao gồm kim dây chronograph này, kim phút chronograph, kim giờ chronograph, và chúng ta có cả ở đây đó là kim dây thường của dòng này. Các bạn có thể thấy là cái phần màu đỏ này thì nó còn được thể hiện ở một cái vòng ở phía bên phải. Khi mà các bạn nhìn thấy ở đây, đó chính là đây là một cái vòng ở cái nút reset. Ở phía trên cái nút start stop này của chúng ta thì sẽ có vòng màu đen, còn ở dưới này của chúng ta là vòng màu đỏ, để cho nó phù hợp màu với cái mặt dial của chiếc Zenith El Primero này. Về bộ máy của chiếc này thì đây là một bộ máy Primero chronograph cực kỳ nổi tiếng của Zenith, và mình đã show với anh em trong rất là nhiều video. Bộ máy này có 36.000 dao động, có 50 giờ tích cót, và như các bạn thấy ở đây nó được design rất là đẹp. Và bộ máy này thì của chúng ta thì sẽ có 31 chân kính đó, với đầy đủ những cái tính năng cao cấp của một dòng máy chronograph như là column wheel, hoặc là có 2 ổ cót, cũng như là cái 36.000 VPH cực kỳ tuyệt vời. Các bạn có thể thấy rất là rõ ràng. Về mặt dial thì mình muốn nói rõ hơn là đây là một trong những cái chiếc El Primero Chronomaster rất là đặc biệt của Zenith, bởi vì nó là một cái có 3 color sub dial ở đây, tức là chúng ta sẽ có sub dial 3 màu. Với 3 cái sub dial 3 màu này thì nó làm cho chiếc đồng hồ này rất là nổi bật với những cái màu xanh và màu đỏ trên bề mặt. Chiếc đồng hồ này có size là 42mm và có lắc to lắc khoảng tầm 50, cho nên tay các bạn sẽ khoảng 16.5 là chúng ta đeo chiếc đồng hồ này đẹp, nếu mà tay 17 thì còn đẹp hơn nữa. Kính sử dụng trên chiếc Zenith này là kính Sapphire, và nó được làm theo dạng glass box như truyền thống của Zenith. Với kính Sapphire glass box này thì các bạn sẽ thấy là nó được làm rất là tuyệt vời, với cái lớp phủ chống lóa AR trong ngoài, khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta có mặt đồng hồ cực kỳ trong trẻo. Đó, phía bên phải thì như mình nói là có 3 núm, với núm chính của Zenith hình ngôi sao và 2 cái núm chronograph. Phần hai bên thân bên của chúng ta thì sẽ được làm phay sức ngang rất là đẹp. Còn ở đằng sau thì chúng ta sẽ có cái bộ máy, đó là bộ máy Primero Chronograph nổi tiếng của Zenith, bộ máy 400, caliber 400. Các bạn có thể thấy rõ thông tin của caliber 400 ở đây, và serial number của bộ máy ở phía trên này. Đó.
Chiếc này thì đằng sau thì chúng ta sẽ có cái đáy sau được cố định bởi 4 con vít, có độ chống nước là 100m và có dòng chữ L Primero ở đây. Toàn bộ phần đáy sau của chúng ta thì được làm theo dạng phay xước rất là đẹp và nó sẽ chống được rất là nhiều những cái vết xước dăm. Thay vì nó được làm bóng thì với cái phay xước này thì các bạn sẽ thấy nó nam tính hơn rất là nhiều. Đi kèm với chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một sợi dây da bò màu nâu được làm cách điệu rất là đẹp với những cái các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta có những cái chi tiết rất là thể thao, đó là những cái chấm tròn được Zenith in ở trên cái sợi dây này, và hai bên phần dây của chúng ta thì hai bên gồ, hai bên được làm gồ lên hẳn, các bạn có thể thấy rất là rõ ràng, gồ lên rất là đẹp, và giữa này chúng ta có những cái lỗ được dọc đó, tạo nên cái tính thể thao cho chiếc đồng hồ này. Vì đây là một chiếc chronograph là bấm giờ thể thao mà, cho nên là với cái dáng thể thao như vậy thì nó có thêm những cái chi tiết ở trên dây như vậy, mình thấy rất là hay. Đi kèm với nó là một cái khóa, và khóa gập này của chúng ta thì rất là đẹp, khóa gập đặc trưng của Zenith, và các bạn có thể thấy là khi mình tháo ra này, đó, chúng ta sẽ có một cái khóa gập, và khóa gập này thì nó được làm rất là đẹp với đầy đủ những cái chi tiết của Zenith, một chiếc với cả còn nguyên cả siêu như này thì thực sự đây là một chiếc rất là mới với tình trạng rất là tuyệt vời để anh em có thể sử dụng đó. Chiếc Zenith này thì có giá hãng là mình đã tham khảo, đó là có giá hãng vào khoảng là 6.700 đô. Với 6.700 đô thì nếu như các bạn ship về full thuế ship thì nó sẽ vào khoảng tầm 170 triệu, hơn 170 triệu gì đó. Còn bên mình thì mua được một chiếc này với giá rất là tốt và còn bảo hành toàn cầu, với cả ICS sẽ bảo hành cho các bạn 5 năm khi các bạn mua, cộng với chính sách là 1 đến 10 và bao check toàn cầu, thì các bạn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này. Bên mình bán chiếc này với giá là 86 triệu. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc đồng hồ này thì anh em có thể qua bên mình để mua và thử trên tay sản phẩm. Sản phẩm đang có sẵn tại bên mình, mình sẽ thử ướm lên tay để cho anh em cùng view thấy. Đó, như tay anh em khoảng tầm 17 cm thì đeo chiếc đồng hồ này sẽ rất là đẹp. Đó, tay của mình là hơn 18 thì các bạn thấy nó khá là thừa. Đây là mình không đeo hết vào. Đó, rồi. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.